đang quay á. Rồi, chơi đi. Nhảy đây Nhất, nhảy đây. Lên đây, đó. Cao không, cao không, thấy là cao rồi đó. Ừ. Chị cho cháy, vô, vô quay cái cháy. Chút chút nó lên đây chơi nè, chút nó lên chỗ đó là qua kia chơi. Thôi, bay đi bay đi. Nãy cái đó bay hơi bị chuối nha. Chuối là này đảo mà. Ừ, đảo á. Cái dép vào không? Kỳ đi. Ôi, cây đó nó bị gãy rồi. Sao xuống? Cây nào? Cây đó kìa. À, cây này chết mãi mất cây rồi, sao bay? Thử đi. Lên đi. Mà cái cây này không chắc đâu á, nãy thử đó. Ừ. Nó cái quần dài. Ở bên này không có cái cây sao nắm. Bên đó không có cái cây kìa. Nè đây nè, trượt xuống tôi quay cho. Ai quanh cây đu khỉ bên kia kìa. Đi không? Kêu khỉ bên kia đã lên lên tay cái nó chưa đây. Qua nào, qua đây nè. Bên kia rồi. Xe nè. Ờ trượt á, ở trên nó trượt xuống tôi chụp cho. Tôi quay ra. Đây nhấc cởi dép này rồi. Để đó. Đã thấy nhóc trượt xuống đã chưa? Dạ, cởi giày á. Búng lên chảnh lẹ mà. Ừ, chạy bắt chớn bay lên cũng được. Cho cởi giày à. Rồi trượt xuống hùng cái quay đà. À nè, vô. 2, 3. Vô tôi quay vô cho, vô chơi đi. Rồi, ai để tôi bắt chớn cái quay à. Lên. Rồi xuống Nhất. Rồi xuống bấm nữa đi. Nè chế nè. Cầm đây. Cỡ miếng rồi. Nè lên nha. Ấy cái quần tôi khó trượt quá. Nó nhắm quá. Khó trượt. Rồi xuống Nhất. Ôi.
Đúng rồi, không sao đâu. Nè, tụi bạn hai thằng bắt chớn bay lên chảnh đó chưa? Nè nè nè, cầm nè. Nè nè. Thằng quay nhất. Nè thử nha. Cầm ơi tao nó bắt chớn. Dạ nhóc, dạ nhóc. Đi dạ nhóc xuống trước đi. Một à. Hai à. Đù đù đù. Một. Hai, ba. Hơi chậm xíu. Kinh phải. Cái chân bạn có nhám không? Không, chân lùi rồi, chứ đâu có quần gì nó trơn nữa. Má nhanh lắm. Chân lùi hả? Chân lùi. Thôi vậy được rồi, qua mình tôi quay. Rồi. Leo qua luôn nha. Đang quay đó để nghe. Rồi, bắt đầu. Ấy đi giống xe kia Việt Nam á, leo đi. Ê, phát phát, giữ cái thận. Lấy cái thận tôi không được nha. Được, được. Được, được vừa mà. Vừa không? Quay ngang á, quay ngang, chỗ nằm ngang, được á. Vậy sao đóng được? Đóng được. Cho cướp thấy được. Nhưng sao Mỹ? À, xe kia Việt Nam á. Ai chói quá. Giờ nãy nó chói thôi chứ. Leo vòng qua đây nè, leo bước bước vòng qua luôn. Đạp đạp chân qua bên cái cây nè. Đạp chân qua bên cái cây bên đây nè. Chân dài mà không? Đó ừ. Rồi à, đang qua. Con nít chơi còn chưa. Ở đó nhớ đó nhớ nhận lên đây nè, lên đây được không ta? Được mà, được. À, qua đây cái này, quay đến đây nè. Giữ xe nha. Rồi xe mà đúng tao rồi. Cái này hắn vào không được ta. Em đang chơi nước kem. Là luôn. Là luôn. Để lặn cái dép cây. Lấy dép cây từ kia kìa. Ngân hả? Đeo quá, quay qua bên kia. Hai đợi, qua bên kia nha. Ngân hả mày? Chưa. Hả? Bấm ngừng cái đi. Này quay á, chút mới tôi tuồn xuống quay cho. Rồi, lên đi. Quay cái cầu trường đi chưa đúng không? Biết rồi. Má đây ai ăn chưa hay vậy? Này trượt trượt xuống lát dơ quần luôn á. Ra dơ hầy à, đúng rồi. Hồi đó sạch bây giờ dơ đó.
Đưa qua kia đi. Qua bên leo. À, ông quay lúc lúc mà vô vô vòng vòng luôn. Đưa ra xe đạp. À, dẫn xe. Vui dẫn xe đâu? Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Đưa xe đây, đưa xe đây. À, dẫn dẫn luôn đi. Thôi được rồi nhóc. Dựng lên mà. Chị thẳng vô nhà bánh luôn à. Cả có cái lỗ kìa. Đi qua bên kia đi. Đã ai làm cái lỗ à? Búng lên á Hùng, nắm nắm dây búng lên được rồi. Ai gì ai cầm máy giùm em. Có ai cầm máy giùm không? Nè đây, cầm cầm cái. Rồi rồi vô đi. Vô đi. Không, nãy vừa được mà không có sao đâu. Chắc không. Má dưới dép. Phải. Nè chị. Đây. Vô. Coi nhức vô nè. Đi leo đâu nhóc. Lộn vô. Vô. Em ơi phim mà sao được. Quay nhóc kìa, quay nhóc vô à. Vô này nè. Leo leo vô đừng lỗ kìa. Phải lỗ rồi nhóc. Em biết vô. Hả? Em không biết vô. Em đâu biết leo vô rồi. Được, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây anh kéo kéo cho. Là đây. Nhất lên này đứng trước đây nhả nó lên luôn. Bỏ cái nắp rồi đó. Rồi vô được rồi đó. Lên. Thay dừng đi, que chụp hình cái đi. Để tôi đang quay luôn á, đưa em đi, để tôi leo qua chỗ này cho nó nhanh. Thì không leo cũng được, leo kia nhanh hơn mà leo đây cho nó vui vậy thôi. Ừ, leo đó cho nó vui không? Leo nhất leo nè, chưa biết chứ thử. Nhất lên nè. Đường này hồi đó mình leo rồi. Ấy, cái chỗ này sáng lắm nè, lên đi. Xí nhà để tôi bay xuống ngay. Ờ đó, gì phải được không? À, lướt nhóm HHB với đi ăn trộm. Rồi, ra rồi. Rồi, búng ra. Rồi, lát lòn điện thoại cầm nha. Leo đường này vui vậy. Leo đường này vui vậy. Rồi lòn lòn cái giùm cánh cửa ấy. Rồi lòn cái cánh cửa. Xong nè nè nè. Xong rồi cái ông leo ra. Từ đâu quay tới ông leo ra. Quay nó quay leo ra giúp. Quay vô chiếc vé leo ra. Từ. Xuống khoan leo vé để xuống cái. Ok. Mát lắm á. Rồi.
leo ra. Má này lỗi rồi xong rồi. Đù. Qua 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 từ từ thôi, mình tỉnh. Chắc vô nha, chừng té. Đơm mới dịnh để ra mày. Rồi. Xoay người lại. Lon lon đây chơi giật. Trời ơi, đó chết liền. Ê giờ quay ơi. Dễ trâu chứ nhúc. Đù nhóc tự chơi mình luôn à, phải. Rồi kiếm chơi rồi. Rồi, vô nè. 2 3 giờ chơi bắt đầu à. Vô phụ anh em nó nặng lắm, cái nặng lắm vô đây. 2 3 quất. Ồ đã. Ghiền nhá. Tại tôi ngồi nhóc em đang nhức cái nặng quá. Nhức cái nặng quá. Giang mình. Dạ dạ qua anh kia chơi, qua anh kia chơi, đây đi. Quay cái nhật, quay nó đi lên, quay nó tao đi lên. Cho em mới, thằng đi trước thằng đi sau. Đùn á, sẽ đạp ngã mày ơi. Nói không? Lên luôn. Rồi. Ừ. Lên luôn em ơi, lên luôn. Nhảy xuống, không được nhảy xuống, lên luôn. Cố lên, đừng bỏ cuộc, đừng có bỏ cuộc. Rớt rồi. Và anh ấy lại tiếp tục. Không bỏ cuộc. Never get up, không bỏ cuộc. Cố lên. Hả?
đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc, tôi qua bên kia nha, bạn đứng bên đây nha. Rồi, kìa chỗ này coi. Tiếp tôi nè, nó cứ đi Hùng, cứ đi Hùng, có gì không được nhảy xuống, nhảy xuống lộn vai một cái. Cái cây dưới đây quá trời luôn. Bên đây là bên đây nè. Nếu mà bên đây bật mạnh cho chút xíu. Đúng rồi, thằng nhóc không bao giờ bỏ cuộc. Thằng nhóc nó lên lượt tiếp trên đây. Và anh Chí Che đã rút khá nhiều kinh nghiệm. Thằng nhóc không bỏ cuộc. Kệ lão quá. Mấy giây phút rồi nhá? Hả? 4 phút 16. Qua đợi nhóc ở chỗ này. Và anh Phát là hết sương. Và anh nhóc đã bỏ cuộc. Bạn nhóc ngồi cuộc rồi. Ai lép qua xài đơn kép bên kia nha. Rồi, dạ, 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 dạ. Từ ra đi ngang nha. Đừng đi lãng, đi lãng kìa. Bình tĩnh, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh quá ta. Yếu tim. Yếu tim. Yếu, anh ấy đang yếu tim để từ từ. Để từ từ như. Anh ấy đang yếu tim rồi. Đừng bỏ cuộc. Lên thử, nhắc thử đây. Lồ quá, tiêu tiêu quá. Ai ai lên trước? Ai nha, rồi. Lên coi nó mẹ nó. Chờ luôn á bà. Cây rung rinh ghê lắm mày ơi. Nhìn ghê lắm á. Ờ, tao thấy là hơi bị ghê rồi đó. Cao lắm mày ơi, nhìn nhìn ghê lắm. Gần đâu, gần đâu. Đó, đó, đó. Nhóc gõ gõ vậy nhóc. Chế chế là quay, là quay cái chế thử đi cái coi. Ờ, hồi đó đi được mà bây giờ sợ rung rung sợ rồi nè. Rung lắm á. Rồi đi thử đi. Đi thử đi. Cái chiều gió sao bạn đứng ngược lại? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Cứ bình tĩnh đây, bình tĩnh thôi. Hay quá. Được không? Rồi ngưng nha, 7 phút mấy rồi đó. Tôi đang quay luôn á. Quay luôn, lên đi, lên đi. Chút nữa tôi đi qua đây quay cho bạn. Rồi ok ok. Đây quay sáng á, sáng ở bên kia rồi đó. Lên chung tao nhất. Lên chung đi. Hay quá, bay luôn.
Ừ. Chuối xuống thẳng người á, thẳng người mới qua được. Đã. Đi. Đây. Tới liền. Ơ bị lỏng ốc á. Rớt ngốc trời. Cận nhóc nhẹ rồi, không sao rồi. Cận nhất mới mệt, gãy cây. Nắm từ đầu thôi, chùi tay vô quần. Ừ, nắm đi. Nắm cao lên, chút xíu trượt xuống. Ừ. Khoan, nắm cao lên, Nắm trên gốc luôn á, cái gốc à. Nắm trên gốc, cái gốc rồi, nắm cái đó đó, giờ đi từ xuống. Buông người ta xuống. Đó. Lên đẹp phen, lên chỉnh luôn. Đã vậy. Ừ. Hay à. Bún dữ. Đó, đi trên đây nè. Ở đâu? Qua em đây cái này kìa. Rồi, chụp cái cây xuống nhé, chụp cái cây xuống. Rồi, dỡ ké tôi quay cho. Giờ leo đường này hả? Ờ, leo vô. Ờ. Dạ, xuống ké. Nhớ nhớ cầm cái này nhớ. Cầm em tao chơi bên đây cái. Ê chơi này vui nè. Em này bay vui. Để dẹp cái. Dẹp cho tôi ai nè. Quay nó rồi, Đù. Bấm dừng cái đây. Em còn quay cái đó cái nè, coi nè. Nha. Rồi. Ghê à. Cao lên nha nhất. Nắm cao lên, tại không cao đưa đích lên cao lên xíu. Ừ. gãy không? Đây nè, ừ. Giờ bay đi. Đứng xa ra xíu á, rồi mình đu có chớn mình bay. Giờ mình bay được. Thử. Đưa chân cao lên xíu đúng chúng cái đích. Có chân lên á, có chân như nhóc à. Ai lên, mình lên xài đường kép không? Chút nữa lên xài đường kép, giờ ông lên đó chơi đi. Không mà chơi dụ, ai cho chơi dụ.
Rồi rồi. Chỉ thông minh chứ anh. Nhưng mà hồi nãy anh đụng rồi. Rồi rồi rồi, qua sợ lên kép chơi. Anh đụng bên trước. Anh chỉ đúng mày à. Chứ này vui hơn mấy thằng. Làm mấy chi. Làm chi tao quay cho, làm chi đây. Cho tôi lộn cái bữa đọc. Tự sạp ngã kìa, lặn dựng ra cha. Cái đi để nằm không xong. Vậy đó. Cái tôi nè. À, tôi hồi đó có cỏ đó. Đất không. Đất không. Cảm ơn em đã dựng giùm đi. Vô. Ai bỏ tay xuống dân giống bữa. Mong em nha, rồi. Nào đã quay đây. Chơi ché, chơi chiêu hổm tôi không chơi á. Lộn quá à, lấy bụng à. Hai thằng một bên này nè. Ba luôn. Bỏ dép đi. Cái bụng này nó dướng quá. Dạ. Rồi. Dạ giống vậy nè, đập cái này qua lộn quá, hiểu không? Làm cùng lúc á, làm cùng một lúc mới đẹp. 1 2 3 go. Căng quá. Ờ leo mày. Chút leo. Leo này à? Ok, let's go. Không lại luôn, lại nhấc cái đạp, mình vòng lên vậy. Lộn quá luôn hả? Vậy đà, nhấc không? Anh đạp đúng không? Kinh nhỉ. Vô nhất. Để coi chiêu này coi được không ta? Nhiều vậy mà đâu rồi. Test chiêu kìa. Thấy không? Cơ bụng là đủ không? Không ba làm đi, anh tận lên. Rồi khỏi, để anh làm cho. Quá luôn ba cái gì vậy? Sao bị vậy? Quá luôn đi. Làm lại nhất để cho con chú ché vịn qua kìa. Mày cứ qua đi. Mạnh qua nhớ khóc cho mạnh qua. Mạnh hết cái chân mạnh qua. Mạnh qua xíu nữa. Mạnh qua. Đá mạnh qua. Vô chị ché, vô quay với ché để nó chỉ nó cho. Vô quay. Đây quay vô. À, rồi em khỏi quay em chơi đi. Lấy. Nè qua đi. Thật qua mạnh qua nè. Không mày đập ngay trước đi. Không cái chân này đạp trước được rồi. Đó, ừ. Đó. Đúng rồi đó. Một chân ở đây. Lên mình động. Cái chân khắc mạnh qua. Mạnh qua. Qua luôn, đứng qua mà nửa chừng xuống. Má này nặng quá vậy. Cái tay xe không nổi quá. Đi qua đây, ngồi đây. Nào, nè. Lên thử. Mày hợp chân phải không? Hợp chân phải thì để chân trái trước đi. Sao không được ta? Nè, chân phải mất hợp mạnh qua. Đó. Cái tay nó không quá mà. Tay sẽ xây theo người mình luôn. Tay xây theo người mình luôn được. Thử chiêu mới thử ơi. Thử chiêu mới này coi. Nè coi nha, kỹ ra. Dạ.
Kể tay vậy cha. Mày mặt ông đỏ lắm rồi đó, thấy mặt ông đỏ chát rồi đó cha. Chị chơi, chị chơi. Chơi chơi, vô quay chơi. Vô quay, để cho Nhất làm. Nghĩ mệt đi, tôi cũng mệt lắm rồi. Má là si. Si là tôi muốn cái tay tôi vòng dễ không? Ừ. Cái lúc mà đập hai chân lên nè. Xây sao á? Xây sao cái tay tôi thẳng lên luôn á. Đập vòng lên nè. Chống lên luôn á. Chống giống như hít đất kìa. Ao làm lại đi. Chiêu nói là đẩy sao đẩy hơn cái này à. Giống như là đạp hai chân vô cây phải không? Đạp hai chân vô cây hai bên đúng không? Xong nắm tay ngược á. Đó hết tay ngược là vậy à. Hết tay ngược vậy phải không? Chắc chiêu đó làm không được rồi. Chiêu đó khó lắm. Chiêu đó khó lắm. Mình phải trụ hai chân vô cứng nữa. Đẹp không? Đặt để dễ vô hai cái cục á, nó mới có thể được. Vậy à. Chiêu đó làm được đâu, cái tay phải hẳn lên giống như hít đất à. Hẳn lên nè, giống như tay bạn đang ngược phải không? Bạn chống lại, chống vậy nè, hẳn vậy nè. Chiêu lộn ngược nãy á. Tay tôi cũng hơi đỏ xíu. Hơi đỏ xíu rồi. Máu ai bắt đầu à. Chắc nãy trúng cái cây này nè. Tao bút mấy kìa. Để nó quay luôn. Quay luôn hả? Không, chống lên hai tay, chống lên hai cái đó luôn. Chống lên hai cái xào luôn. Ờ à, giờ nhích cái tay á, nhích hai nắm này nè. Nhích rồi. Nhích theo ừ, nhích tới á, biết nhích đâu. Nhích thốn quá, thốn tay lắm à. Ờ đó, vậy đó. Thốn quá. Đó, treo người vậy mới đã. Treo người vậy là theo mới đã nè. Làm chiêu kia Nhất, làm chiêu kia đây. Chị nổi để cho Nhất làm cái chiêu kia cái này tầm tiếp. Rồi, tiếp Nhất. Lên. Mạnh quá. Chân mạnh quá nữa. Rồi. Quá luôn. Chưa. Như làm đi. Làm chiều nãy ông nói. Cái chiều không làm chiêu gì chá. Cái chiều nãy mới hết đất là chiêu gì làm thử ơi, thử được không? Không, ý tôi là hai chân nè. Ngược lại đạp đây phải không? Xong đang nắm ngược phải không? Đang nắm ngược như là bạn thấy cái sơ cái tay xe nè. Đâu. Ai đủ cái này leo lên thử. Quay. Thử ơi. Leo nhất. Quốc. Này cây vuông nắm đau lắm. Cái tròn là ngon mày. Được không? À, nắm bên này nè, đừng nắm bên đó. Họ chơi lầy ấy. Chơi lầy quái chứ. Đu. Nắm lên luôn. Ừ. Nè giống tôi vậy nè. Xíu đây giống tôi nè. Nắm cái cây đó trụ cho lâu xíu. Cái cây sao tới thì kia cao sao tới. Ê, nắm hết dòng này là mừng rồi đó, ngon rồi đó. Rồi vô thử đi. Tay nhấc dài nè, nắm cái tới liền à. Đau lắm rồi, cây nó vuông. Đau, cây nó vuông không phải tròn. Ờ, cây vuông tròn đỡ đau hơn. Thôi, quay. Rồi quay cái này cái xíu nữa đi. Cái này đã hơn chưa.
Lão có chưa hết tóc kia chưa? Đây, đây, nếu nếu mà muốn lên ra đó không? Thấy không? Ai thử bay làm chiều nãy thử cái lần thử là được không? Mà hất mạnh qua, chiều đó dễ mà mày làm được mà hất mạnh qua xíu là được. Má nhức bắp đùi. Vừa quay vừa nhức cái, để nhức cái bay qua cái. Quay đầu kia nhức rồi để dễ xây. Ai dạ nhức bắp đùi phải chứ. Rồi, chơi. 2 3. Mày hả? Đáp. Xây tay theo luôn. Lấy bụng chịu cái tay xây theo. Không. Đu lên hai chân thọt ra. Hai chân thọt ra nè. Chiêu đó khó à. Phải bị khó á. Giống như à, giống hết mày. Đó. Nhích qua Gió mát rồi ta. Ai qua bên đu khỉ không? Đu thử. Đu khỉ đã mà. Rồi ngưng nha. Rồi. Rồi đu đi, tôi quay cho. Tiếp. Đu từng cây, từng ngày cây mới đã. Nhất nè. Đau tay lắm. Gì vậy? Đau đó. Đau đó. Đâu đi vô đó làm chi? Đúng à. Bây giờ chơi luôn mày, cái này được không? Được không? Ngồi chảnh mới ngon nha. Đu lên ngồi chảnh luôn. Cái này không được. Cái này dưới cái gì á. Ai đu hai vòng luôn được không Hùng? Đu hai vòng á. Hai vòng đu đi, đu về. Được. Nổi không? Nổi quất. Nãy bên này đó, rồi vòng về đi. Ba cây luôn. Có chân lên nhất bay từng cây á. Bay từng cây nổi không? Lên đây thử được không? Không lên đây thử à. Lên đây nhất lên trên đây luôn à. Chống hai tay lên chển á, giờ leo lên trên luôn. Tại cái cây này nó bự hơn cái tay tao nên không được. Thấy không? Nó bự hơn cái tay. Mấy anh ừ lên được đó, ngon rồi đó. Nhất lên dễ là nhất cao là búng cái lên rồi.
xuống sao nè. Đạp cái cục kìa chứ nội. Xuống đạp cái cục kìa. Biết rồi, cái cục thấy cục rồi. Hay là muốn bay xuống luôn cũng được vậy. Gần mà, tao lo gì. Ừ. Quéo. Thử à, tôi đu hai vòng thử à, nổi không ta? Đu từng cây nha. Chứ không phải à, chứ phải đu hai mặt cây. Kinh vậy. Kinh vậy. Chết hết rồi, chưa về chồng lên đây cho. Wow. Sao đó thằng trên thằng dưới. Sao thằng trên thằng dưới? Ngon ngon ngon, cái này ngon à. Đừng nhóc đưa lệ ngoài. Nhóc đưa lệ.
xây mặt lại. Quay đầu này lên rồi xây lại. Quán có cái cao đủ luôn kìa. Chu lên cái cao hả? Được không? Nổi không? Phải chui. Ai học tên? Giờ nhấp vô đi, rồi. Cái cây hương kia bên trái nó cao hơn. Chu vỗ tay coi được bao nhiêu. Được nhiều phút. Cái nệm bay qua sụp tới nữa. Cái trái vô rồi, cái trái lên lên thử cái cao không tới nắm mạnh xíu. Ừ. Lên nè. Nó tầm nổi chi đó ta. Nhảy lên coi xích xích câu tay nhiêu rồi. Có bao nhiêu? Cậu ơi, thôi không? Nãy tao tập hoài nó mệt quá, tao đau tay quá. À, đỏ tay rồi đó. Đây coi chừng gãy tay à. Cái này cao lắm, dễ dễ. Đây thử thử tôi nắm leo qua đây coi. Được không? Thử hên xui. Đâu? Đang cái hồi á. Đâu? Giống chân xe kia. Đâu? Nà, nắm cái cây này. Búng, bật cái bụng lên. Đúng rồi. À, chỉ cho mày rồi. Đồ hủy hồi nãy của mình rồi. Đó. Thấy rồi, chỗ đó. Leo không? Leo. Không, dạ. À, có kỹ đó gần á, chứ người một tay nhiều phút. Quay rồi. Ừ. Đó, thấy rồi. Treo người một tay là được không? Lên trái lại lên bay quanh kia chứ. Má nãy mệt nhảy đéo nổi luôn. Lớp 1 và lại lớp 2 gì vậy? Để tôi biết. Giết lên nữa. Mày có tem không?
Chạy ra vô cầm đi chạy. Hết bài bên kia thử nổi. Gì vậy? Nắm lên cao lên xíu. Ừ. Được rồi đó. Mở đầu tay thôi. Rồi quá. Rồi chuẩn bị đi. Ha nhóc bé bá kìa. Lần cuối cùng nè, treo người một tay nè. Rồi, được không? À. Bên này nè. Rồi chá, xuống đi. Tao thử sức cho người các bạn ơi, được bao nhiêu phút? Này đang quay tính phút dài còn còn luôn á. Hơi đau xíu. Tu cái bàn này nó tơi luôn rồi. Nè, của tôi nè, nãy đu hơi cũng hơi căng á. Nãy đu cũng hơi căng bù. Ở đây vậy mà. Lên đây, ông lên đó chơi nha. Lên đó được không ta? Không leo được mà, tôi leo được rồi. Lên chả nổi ngoài. Cái này bự quá, tôi leo nổi quá. Mày leo nổi mà, mày con leo lên nè. Rồi đạp mạnh lên 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 lên. Đúng lên. Đỡ 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 nhất đỡ nó nhất đỡ đỡ lên. Lên luôn. À, nhất lên lên cao cao nhất. Cầm cầm quay nhất nhất lên đây. Nhất lên đây nhất lên đây lên dẫn đúng lại lên. Nói không được. Không gặp nào. Bốn cái tới không? Rồi, mau lên đây. Lên 12 phút mấy rồi? 12 phút mấy rồi? Lát có gì nhấc đỡ lên nè. Nhấc đỡ lên bù lên nổi. Rồi
Anh xui, cái cây đó bự hơn tay tôi lên đâu được đâu. Nãy xíu xíu nắm được rồi, đợi cái quên bung ra. Hay quá. Nhóc dữ dằn à. Từ xuống rồi, đỡ đỡ nhỏ từ từ nha. Mấy giờ thúc tay quá, không biết làm còn nổi không nữa. Lên giá lên đây luôn rồi chá. Lên đó nổi không? Nổi lên đây cho nhóc quay rồi. Để đâu bằng đá hay gì? Để che trên cái quyến cái hành đá đó. Nổi không? Mày che thử vô nổi không? Nặng gì vậy? Nặng nếu mà hai thằng đi ngang thì để cho nằm ngang vậy nè. Lát xoay lại bật lên. Trời cho chứ sao gì đâu phải đá đâu. Mày để đá để anh này đập đá khiêng đá rồi nằm đứng lên rồi chế chỉ một hàng viên cục đá lại. Để chưa lên hết. Rồi.
đây để tôi chút là lỡ cho. Lỡ cho anh bé hả? Để nổi không? Quay. Phải 49kg. Em bé đừng đỡ không nổi. Bạn cũng 50kg. Không sao hết, gãy chân rồi à. Lớn nhất có cục đá là được rồi đó. Để thử thử cái đi. Chế 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 cầm quay chế. Đây đây. Rồi ông với nó lên đi. Đây hả? Lớn nhất. Có cục này nè. Có cục này bún tớ nhất. Lên cục này nè, không được cục đó lên cục này. Đó. Cái này dễ hơn. Lần này nhất thì sao lại giật lại. Mẹ tôi giật mẹ ơi. Ao. Hái nhảy mà có người hộ tống đã. Em nhảy có người hộ tống ghê. Nằm trên đó ngủ luôn. Rồi đi cầu đi. Đi cầu đại ngục lên. Ê, đi cầu từ từ ỉa ra. Từ từ ỉa đại ngục lên. À, anh Hùng có kinh nghiệm lên này. Ghê quá, ghê quá. Xuống đường đó đó, xuống chỗ đó đó, xuống cái kiểu nãy vậy á. Xuống đạp hai cây chứ. Đạp cây hai cây nãy á, xuống được. Ê, hai chiếc giày khó đạp lắm. Đó, từ từ gỡ căng không nó mới được. Tới không? Tới không? Tới không? Ông tới xin ngồi xích tới chiếu. Từ đạp hai cây thôi. Ừ. Đạp hai cây từ từ xuống. Nhất nhất nè. Như là lấy hai chân đúng không? Đạp nắm hai cây dưới á. Nắm hai cây dưới được không? Lết lết từ từ xuống, lết. Lết xuống từ từ. Gần tới rồi. Ừ. Lấy thêm kinh nghiệm thôi. Chá lên, chá lên thêm lần nữa. Lấy thêm kinh nghiệm thôi. Cho giúp quay lên thêm lần nữa chá.
lấy hai mấy giây rồi đó, hai mấy phút rồi đó, lộn chạy đó, quay 23 phút rồi đó. Coi còn kinh nghiệm để nhảy. Má lắc như vậy. Để coi còn kinh nghiệm để nhảy. Được rồi. Đưa đây. Rồi, ok. Rồi. Nhanh lên nha, cứt cắt gà đó. Rồi, anh được bớt kinh nghiệm lần thứ ba. Để coi như xuống được. I'm fine. 5:48 rồi. Về 5:40 mấy hả? Ừ. Hồi gần 6 giờ rồi, về đi.